Bấm ngay vào link bio ở phía dưới phần mô tả hoặc là phần ghim comment để tới với ngay các dịch vụ về game như Liên Quân, Free Fire, Blockfruit, Toilet, Tower, Defense cũng như là tất cả thông tin về mình nha. Hello tất cả anh em, lại là mình Tùng Thủng Đen Thu Lui đây. Hôm nay mình và anh em tiếp tục xem những clip chiều view về Liên Quân trên Top Top nha. Mới bị cái bản nào đó bên Đài Loan đánh cho mấy cái gậy xong anh em à, sấy sầm mặt mày luôn. Kiểu mình lấy clip của người ta nhưng mà mình ghi nguồn đúng không? Nhưng mà kiểu bên Đài Loan thì nó phải thích xin phép á mọi người. Thế là dính vai gậy, cánh mắt đề xuất. Cho nên anh em xem thì nhớ like cũng như là bình luận ở dưới phía dưới phần comment cho mình có đề xuất lại nha mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì let's go. Bạn thân ơi, ơi. Như bạn đã thấy tôi với bạn đều là dân chơi. Cái này gọi là biệt đổi đi săn anh em. Cái này gọi là biệt đổi đi săn. Chơi game đúng kiểu mang tính chất giải trí luôn. Cần phải chiến thắng đúng không? Vào đây, vào đây, vào đây đi. Tẩy đêm con vô cát nữa. Nhớ chuyện ngày xưa tôi với Rạch bắn phai phai giữa thung lũng cổng trời. Đã có bát rồi, con biết một đâu. Một chiều mùa thu, ngồi trên con xe rách nghiêng mình giữa thung. Ơ sao ở bên Free Fire có mấy cái skin giống như bên Liên Quân vậy anh em? Con này con Natalia. Chết rồi toang rồi. Thung lũng đa số Vega và đa số trên đường ở cổng trời hoa vào. Nó tự có á. Nó tự có nè. Tự có. Nhiều khi bữa con nhí nó điện thoại em nó bấm nó ấy để điện nó coi có không. Ủa bữa mày bấm mày điện thoại tao mày có kiếm máy không vậy? Nó tự có á. Không có hả? Vậy nó không có vậy là tự có chứ đời nào. Đời nào em không có còn yêu nữa kiếm gì. Tự có không thôi, điện thoại này nó hư cái gì kìa nè. Tự có. Em không kiếm gì hết á. Tình yêu đâu mà kiếm. Tự có thiệt. Mua xe. Lấy xe đưa em về nhà nào. Ngầu phết nhờ. Bắt máy vào. Nó bỏ. Nó bỏ. Nó bỏ mầm 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 mầm. Chuyện quá. Chuyện má chuyện. Bộ đôi set lớp gây tranh cãi nhất Liên Quân đều đã sở hữu skin 3S. Nếu nhắc đến sóc vàng Aya thì cái cặp Nakroot và Aya là cặp nổi tiếng nhất và cũng có cực kỳ nhiều tai tiếng vì con Aya nó bỏ AD từ đầu đến cuối game chỉ đu theo mỗi thằng Nak. Anh thì Nakroot thứ nguyên về thần, em thì Aya MC sóc nhỏ. Thì hôm nay đã có thông tin Aya là vị tướng trợ thủ đầu tiên có skin 3S. Đây là Aya công chúa cầu vồng với bậc là 3S hữu hạn và sẽ được ra mắt ở trong tháng 8. Đi cùng với đó là rất nhiều hiệu ứng đi kèm như nút bấm, hiệu ứng hạ gục, emote biến về các thứ. Dự đoán đây là một skin cực kỳ hot là trong tháng 8. Và cũng có một điều rất đặc biệt, con tròn lùi này là vị tướng trợ thủ đầu tiên sở hữu cho mình skin 3S. Phải công nhận là sức mạnh của chị em khủng khiếp đến mức nào thì bên game mới chịu là skin 3S cho trợ thủ. Vậy nên những bạn nam nào đã có set lớp thì tháng 8 này anh em phải biết mình làm gì đó, không có là mất set lớp như chơi nha. Tôi và thằng bạn mỗi lần leo rank đứng ở dưới đi, nhảy mạnh lên, ai sợ thì đi về. Giờ này có cái chen này hài phết. Để ta xem. Thả bà ra. Làm sao người trốn thoát được viên hy cung của ta. Vậy hoàng thượng có thương thiếp không? Có, ta yêu nàng. Vậy thì chàng đừng có nói không như vậy, chàng hãy hành động như đi. Người đâu? Thả ta ra. Tha cho người đó, đi đi. Đừng quay chậm nữa. Người đâu chém nhỏ này cho ta. Chị vừa nhìn thấy em đi chơi với bạn trai.
Bạn trai em đâu rồi? Bạn trai em đi mua kem cho em rồi ạ. Em thích ăn kem à? Chị đã nói là chị rất thích nụ cười của em mà. Mày thích cướp bồ của tao à? Chị hai người mà. Tại sao à? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao á? Làm cái gì thế hả? Bỏ đấy ra. Làm cái trò gì thế hả? Cô ấy là sinh viên của tôi. Mày thích sinh viên à? Mày thích sinh viên à? Chúng mày dở trò mèo mả gã đồng sau lưng tao mà tưởng tao không biết à? Mày. Cô đừng có quá đáng. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy. Mày. Mày thích nhịn không? Mày thích. Cảnh của Crazy. Thấy rồi có các trang phục sẽ như thế nào? Mặc định. Công chúa bướm bướm. Xứ sở thần tiên. Tiệc bài biển. Không có cảnh luôn. Vãi trướng luôn. Cô tiến thò. Tiệc bài biển không cần cảnh luôn. Mẹ bơi mà cần gì cảnh. Phó bắt nghỉ. Tiêu Yên Tử. Hồ Thiên Nga. Hồ Thiên Nga này nhìn kiểu con trai đấy. Thân Thoại Hy Lạp. Thủy Thủ Mặt Trăng. Đang tiến nổi loạn. Uầy. Cảnh to thế. Quán Quân. Uầy. Thể thao sức khỏe dồi dào ta nên mà luyện tập nhảy cao nhảy thấp đá bóng rồi điện kinh rèn luyện thân mình dẻo dai mà gân cốt còn 21. Tối hôm qua thì chú rể còn ngủ một mình này, tối nay em đã có người tình để làm bên ấy. Em ơi, chú hoa sen đẹp nhất trong đầm và chú rể đẹp nhất khi yêu thầm cua sâu. Mãi yêu thầm rồi cũng chẳng được lâu, đến lúc phải nói xong đôi ba câu tỏ tình. Mà tỏ tình thì phải bắt tình linh, có như vậy thì mới cưới được người mình yêu. Mãi yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, với sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, nếu mà xa quá ra ga ta đi tàu. Yêu nhau thì đừng có nói đến cái chuyện nghèo và giàu, nếu không có tàu thì ta lại đi xe. Và thưa quý vị, có bao nhiêu lần lên xe xuống tàu thì bây giờ cô dâu chú rể cũng đã về được với nhau. Ai chắc cánh cho chim bay về tổ, ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau. Gặp nhau biết nói gì đâu, chỉ bằng ánh mắt bắt cầu tình yêu. Hay thế nhờ. Nó cả 20 nghìn, bao gồm đồng nhất. Thân chốc. Hãy thương mong lên xây thân, khó phân phân, gì vào lại bằng thứ xài. Hãy thình hành xa lê phát phôn sắc. Hãy xây xa hãy hãy đường đờ. Đánh về máy à? Sắp, chúng ta nắm ta phôn hai. Ông ấy đánh về máy chắc luôn. Skin Liên Quân và những cái nhất, skin bậc A xịn nhất. Là vậy à? Skin bậc S phèn nhất. Skin bậc SS tội nghiệp nhất. I have yet to know. Skin tuyệt sắc xuất sắc nhất. To chase out evil. Skin bậc SSS thất vọng nhất. Skin bậc SSS VIP nhất hiện nay. May the spirits of heaven and earth bless this place. Thật không? Heo kết hợp với con Minh mạnh phết đấy. Tế đàn đầu trần.
thế gian cuối trận. Kiểu bắn chủ á. Trời ơi, lại trời, mới đi toilet ra. Ủa ai vậy? Dừng lại. Cái con chó này. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Thằng này sao nó vô duyên dễ sợ luôn á. Trời ơi. Dừng lại. Má rồi. Dừng lại. Em qua đây chơi với anh nè. Dừng lại. Cái gì vậy trời? Dừng lại. Đây là nó thật đấy. Dừng lại. Chị sẽ kết thúc tất cả câu chuyện bằng bãi nước miếng của chị. Dừng lại. Tôi khóc rồi đó. Vừa lòng cậu chưa? Anh khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì nỗi buồn. Trong một giây anh đã từng nghĩ mình sẽ ở bên mãi mãi. Vì sao giờ ao nhỉ? Công nhận handsome á, kiểu như cái lối đánh hóa mỹ á, biểu diễn đẹp mắt á. Là bạn mà ai cũng nghĩ nó là kẻ thù. Bạn hãy nghĩ thử mà xem, khi yêu nhau người ta thường hay thề thốt câu gì? Trong lòng anh chỉ có em, hoặc trong lòng em chỉ có anh. Thực ra thì trong bộ lòng của chúng ta làm gì có anh hay có em, chỉ có cứt thôi. Cho dù các bạn có trải qua cuộc vui nào, vui đến đâu, việc quan trọng cỡ nào đi nữa, mà cứt đòi ra thì cũng phải ưu tiên cho nó. Gác hết tất cả lại, bạn có xây một ngôi nhà to đẹp đến mức nào thì cũng phải có chỗ để chứa cứt. Bạn một phòng thì cứt cũng phải riêng một phòng. Bạn đang đi ngoài đường thấy bãi cứt là bạn phải cúi đầu chào, lịch sự, khép nép bước qua. Chứ có ai dám vênh mặt với bãi cứt mà đi qua hay không? Đạp phải một cái là thấy bà nội luôn. Cứt còn là một đại ca giang hồ khét tiếng nữa. Khi bạn thiếu tiền ai đó mà không trả, sáng ngủ dậy thấy cứt dính đầy cửa là lật đật đi kiếm tiền trả cho người ta liền. Người yêu cũ mà cả chớn là bạn muốn bốc cứt, ném vào mặt nó liền. Từ trẻ em đến người già, nếu ba ngày mà không thấy cứt là bồn chồn lo lắng, ăn ngủ không yên, phải tìm cách gặp mặt nó cho bằng được. Trẻ em thì bơm, móc các kiểu, còn người lớn thì dặn nhăn mặt toát mồ hôi luôn. Bạn đang đi, nhìn thấy tiền rơi mà cứt đòi gặp nhau là bạn cũng không thèm nhặt. Vì vậy nên chúng ta có thể khẳng định rằng cứt là một người bạn thân thiết của mỗi người chúng ta, chứ không phải kẻ thù. Cản lời đó.
Vừa rồi Scooby-Doo với lại là Cóc à. Mời bạn không cùng sửa nhé. Chưa bao giờ mình thấy một mùa sổ sứ mệnh nào mà nó bị nhiều người chê như cái mùa này đến thế. Vậy thì để xem sổ sứ mệnh mùa này có những gì mà bị anh chị em chê nhiều thế, và đừng quên hãy cho mình một follow nha. Đến với level 1 ta sẽ nhận được skin Zephyr nghệ nhân đồ chơi bậc A hữu hạn. Ủa tôi có nhìn nhầm không các bạn, thế đếch nào quả tóc của Zephyr giống Gogeta Super Saiyan Blue vậy? Ok mà. Nói chung nhìn như bầu đuôi nhé các bạn. Đến với skin tiếp theo ở cấp 20 ta có Alistair ác nhân đồ chơi, chắc chả cần biết hiệu ứng như nào bởi vô danh chơi toàn bị cấm. Chắc lấy xong cất vô tủ để cho đẹp, còn riêng về ngoại hình skin nhiều bạn sẽ nghĩ xấu với nhựa. Thì cũng phải thôi, sổ sứ mệnh mang phong cách đồ chơi mà đương nhiên là sẽ thấy nhựa rồi. Đến level 60 ta sẽ có Muzat chiến binh đồ chơi, mặc dù nhìn ngoại hình không được đẹp nhưng tuy vậy hiệu ứng kỹ năng của skin này rất bật. Nói chung mình chấm 10 điểm cho sổ sứ mệnh lần này vì quá nhiều ký ức tuổi thơ đã ùa về khi mình chơi những skin này. Thứ nhất, 7 viên ngọc rồng Super Saiyan Blue. Thứ hai là Buzz Lightyear trong Toy Story. Và cuối cùng là yêu tinh xanh. Cái gì đó, cái gì đó. Người chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Sao vậy, ta lag à?